Sáng ngày hôm nay thì anh em đang có mặt ở Hải Phòng, đang ở xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng. Xếp cho nhà anh Hiệp một cấu hình combo. Lịch trình trong ngày hôm nay thì anh em sẽ lắp 3 bộ tại Hải Phòng, An Lão, An Dương và Tiên Lãng, rồi sẽ quay về Hải Dương một bộ nữa. Bây giờ anh em bắt đầu đến An Lão để lắp cho anh Hiệp combo đầu tiên. Cấu hình combo của anh Hiệp là gồm một đôi loa B12 để X22 và một mic 321. Anh em đang cho hàng xuống. Hàng cứ dựng tạm xuống một góc này. Quạt đặc vụ. Rồi, các bác chờ lên lát nha, anh em cho hàng vào lắp đặt cho nhà anh Hiệp. Đây là cái không gian của nhà anh Hiệp đây các bác ngoài đây. Tại thì anh Hiệp đang ở bên Nhật, có đặt trước cuối tháng 12 anh ấy về Việt Nam, nó trú ở nhà. Bây giờ anh em kỹ thuật bắt đầu set up ngồi lên. Cắt như nào thế nhỉ? Chào các bác và anh em nhé. Đêm đêm gửi vui hương mùi hoa xứ nhà, hương lòng hoa tình an đậm đà để đó mọi tên nhà hàng cánh gần bên dàn hoa xứ quanh nhìn sáng chỗ nhớ thương thầm mơ ngày mai nữa đôi. Hôm qua biến chân ngày nắng khi lo thành nhau
chiều đã hôm phai màu. Đêm đêm gửi mùi hương, mùi hoa sứ mẹ vàng, thơm tình yêu rụng vỡ. Một trời tin tin ta tháng, nhà ta hơn nhà tôi, tình thần kiếp vô vàng. Làm sao chú theo dõi bên cháu được thời gian bao lâu rồi? Xem này mấy tháng rồi, có đợt này giờ mới sắp Tết thì có tiền rồi mới tính nhé. Thế chú nghe ở trên anh em live stream với cả ở trên những cái video của bên cháu ấy, thì nghe thực tế chú thấy chất âm của bên cháu như nào? Hiện tại là đã về nhà mình rồi thì chú thấy chất âm hiện tại chung cái này là chuẩn rồi, tin tưởng rồi. Vâng. Ban đầu ấy thì thực ra là vẫn cứ nghĩ nằm mạng mà mua ship đấy, mà cũng ngại cái phần tin tưởng đấy. Thế nhưng mà khi tham khảo mà thấy là những cái người thì nó mua nhiều hơn nữa, người đã mua được mình có 30 triệu cái gì mà không nó là bình thường. Người ra nó chỗ nào người ta thật người ta vẫn thật. Thế bây giờ là hiện tại bây giờ anh em kỹ thuật đã lắp đặt và bàn giao xong cho chú rồi, thì bây giờ chú đã thấy yên tâm chưa ạ? Rồi yên tâm rồi, cảm ơn. Thế còn đâu thì chắc là cái này cũng chả có nói thật sự tớ đi mua đồ không nghĩ bảo hành cái gì bao giờ. Không, bảo hành thì cơ chế bảo hành bên cháu vẫn có chú. Bảo hành 1 năm về chất lượng, lỗi 1 đổi 1, lỗi cái gì thì đổi đấy cho chú. Đấy, đầu điện này nó rất khó. Đúng rồi ạ. Đôi khi thì chẳng biết tại ông nào. Đúng rồi chú. Chú Đông có thể chia sẻ cho cháu thêm một tí nữa là ở Hải Phòng là rất chi là nhiều âm thanh ấy, nhưng mà lý do để chú chọn Hoàng Long ở trên Hà Nội ấy, thì chú có thể chia sẻ cái lý do để chú chọn bên Hoàng Long đó. Thực ra chọn là thấy cửa hàng anh em là bán lên các trang mà có thể tin tưởng được. Còn thực ra mình không biết nghề, tất cả lòng tin thôi. Tin là uy tín của cơ sở này, chứ còn mình không biết nghề mà ra cửa hàng kia thì người ta gấp cho mình những xong thì xong tay đúng không? Đúng. Cái đấy thì nó cũng không quan trọng lắm, quan trọng chất lượng. Mà là đặc biệt nữa là cửa hàng là buôn một đổ một hãng. Đúng. Đấy. Có nghĩa là cùng một hãng hết. Cùng một hãng. Tất cả đều là hàng mới và cùng một hãng. Chứ còn hỏi vào cái gì cũng có nữa không thích.